One Piece Roblox khuyến mãi tưng bừng Tết 2023. Shop Roblox của thuyền trưởng Sám Sói mới khai trương với vô vàn tài khoản VIP và vòng quay giải thưởng siêu to khổng lồ. Cùng ghé vô Sám Sói Roblox nào anh em ơi, link ở phần mô tả nhá. Con quỷ báo hại Muzan tất tần tật về Tamayo. Thế giới của Kimetsu no Yaiba chứng kiến sự tồn tại của rất nhiều con quỷ. Phần lớn trong số chúng đều vô cùng khát máu, độc ác và luôn tìm cách để giết hại, ăn thịt con người, hòng thỏa mãn thú tính của bọn chúng. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, dù là quỷ nhưng chúng lại không làm hại con người. Thậm chí những con quỷ này còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình tiêu diệt Muzan của sát quỷ đoàn. Và một trong số những con quỷ đó là Tamayo, con quỷ hiếm hoi thoát khỏi sự chi phối của Muzan để rồi quay lại báo thù, khiến chúa quỷ chính thức bị tiêu diệt. Vậy Tamayo là một con quỷ như thế nào? Do đâu mà con quỷ này lại đối đầu với Muzan? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Ngoại hình. Dù là quỷ, nhưng Tamayo có phần giữ được ngoại hình giống với con người nhất trong tất cả những con quỷ đã xuất hiện. Cô là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen, buộc gọn, cài thêm một chiếc châm màu tím. Đôi mắt màu tím nhạt, nhìn khá là giống với trùng trụ Shinobu. Và có lẽ do là quỷ cho nên làn da Tamayo trông khá là nhợt nhạt. Nhưng đổi lại, đôi môi của cô lại có màu đỏ đậm, gần giống với màu máu. Tamayo luôn xuất hiện với một vẻ mặt u buồn và gần như vô cảm. Tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc Tamayo thể hiện được sự hạnh phúc trên khuôn mặt, điển hình như lúc Nezuko ôm lấy cô. Tamayo khoác trên mình một bộ kimono tối màu kèm theo obi màu đen. Đặc biệt trên kimono của cô xuất hiện khá nhiều họa tiết hoa lá. Và cuối cùng là đặc sản không thể thiếu của Kimetsu no Yaiba, một đôi tông lào màu hồng nhạt. Nhìn chung màu sắc chủ đạo được Tamayo sử dụng là tím và hồng. Như vậy thì chắc anh em cũng biết Tamayo là kiểu quỷ gì rồi đấy. Còn gì khác ngoài thích màu tím, yêu màu hồng và ghét sự giả dối? Tiểu sử. Trước khi trở thành một con quỷ, Tamayo đã có một gia đình êm ấm, cô hết mực yêu thương chồng con. Tuy nhiên biến cố sớm đến với Tamayo khi cô phát hiện ra mình đã mắc phải một căn bệnh nan y. Theo thời gian, căn bệnh dần trở nặng và hành hạ Tamayo với những cơn đau dữ dội. Biết mình sắp phải đối diện với cái chết, tuy nhiên Tamayo vẫn khao khát được sống bởi cô muốn ở bên chăm sóc và chứng kiến đứa con yêu quý của mình trưởng thành. Tamayo đã cố tìm mọi cách để chữa trị căn bệnh của mình, nhưng mọi thứ dần đi vào tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Muzan xuất hiện, hắn nói rằng sẽ chữa trị cho cô bằng cách biến Tamayo thành quỷ. Cứ ngỡ rằng Muzan là một quý nhân cứu rỗi cuộc đời Tamayo, song sự thật là tên chúa quỷ chỉ đang trêu đùa số phận của Tamayo mà thôi. Ngay sau khi nhận lời hóa quỷ, Tamayo đã không thể kiểm soát bản năng của loài quỷ dữ. Chính tay cô đã giết hại chồng và con của mình, thậm chí ăn thịt chính họ. Và khi định hình lại được mọi thứ, Tamayo như rơi vào tận cùng của nỗi đau. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi ám ảnh về tội lỗi của bản thân và mối thù với Muzan mà thôi. Dù thế, việc bị chúa quỷ kiểm soát đã khiến Tamayo gần như bất lực, mặc cho luôn ở bên cạnh hắn, nhưng Tamayo hiểu rằng mình không đủ khả năng để kết liễu tên này. Tuy nhiên trong thời gian này, cô cũng âm thầm nghiên cứu, dần tìm cách cải tạo lại cơ thể của mình. Mục đích duy nhất là thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan, bước đầu tiên để có thể trả thù. Khoảng 300 năm về trước, khi đang ở cùng Muzan, bất ngờ họ đã chạm trán một kiếm sĩ diệt quỷ, và đó không ai khác ngoài Jorichi. Ban đầu, Tamayo có vẻ không hy vọng gì nhiều, bởi cô biết dù có là trụ cột khi đối đầu với Muzan cũng chỉ có đường chết. Tuy nhiên, khi Jorichi tung ra những đường kiếm của mình và Muzan gần như không thể chống đỡ, cứ thế một tia hy vọng đã lé lên trong đầu nữ quỷ này. Tamayo biết rằng người đứng ngay trước mắt mình có thể là người đầu tiên và duy nhất tiêu diệt được Muzan. Đó chính là điều mà cô đã nung nấu từ rất lâu. Nhưng rồi bằng việc phân thân bảy trọ, Muzan đã thành công thoát được Jorichi. Từ hy vọng, Tamayo đột ngột rơi vào nỗi thất vọng tột cùng. Thậm chí cô đã hét lên thật lớn như thể hiện sự căm phẫn của bản thân. Jorichi chứng kiến tất cả, ông hiểu được con quỷ này hết sức đặc biệt. Do đó vị kiếm sĩ huyền thoại đã không giết Tamayo. Sau sự kiện đó, bằng những nghiên cứu điều chỉnh cơ thể âm thầm từ trước, cộng với việc Muzan đã yếu đi rất nhiều bởi cuộc giao chiến với Jorichi, Tamayo thành công thoát khỏi sự chi phối của chúa quỷ. Cô cũng bắt đầu hành trình chạy trốn khắp nơi của mình. Tamayo đã trở thành một bác sĩ, cô vừa chữa bệnh cho con người, vừa nghiên cứu thêm về loài quỷ, cố gắng tìm cách để chế tạo nên thứ thuốc có thể hóa quỷ lại thành người. Trong hành trình đó, Tamayo đã gặp và chữa trị cho Yushiro. Cậu bé mắc phải một căn bệnh nan y quái ác, và dù là một bác sĩ rất giỏi, nhưng rốt cuộc Tamayo vẫn không tìm ra cách để chữa cho Yushiro. Để rồi cô đã nói chuyện với cậu bé về cách duy nhất giúp cậu sống sót, đó là biến thành một con quỷ, và điều đó được thực hiện ngay sau khi Yushiro đồng ý.
Sau này, Yushiro cũng trở thành con quỷ đồng hành cùng Tamayo trong hành trình trốn chạy của cô. Cả hai giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, Yushiro có một lòng trung thành tuyệt đối với ân nhân của mình, đến mức gần như thanh niên này sống cũng chỉ vì Tamayo. Mọi thứ cứ tiếp tục cho đến khi Tamayo gặp được anh em Tanjiro, và đây cũng là bước ngoặt khiến cho cô cảm nhận được sự tin tưởng dành cho loài người trong hành trình trả thù Muzan. Để rồi khi trận chiến cuối cùng xảy ra, Tamayo đã đồng hành cùng sát quỷ đoàn để tiêu diệt chúa quỷ. Tính cách: Tamayo là một trong những con quỷ hiếm hoi vẫn giữ được những cảm xúc và ký ức về thời điểm còn là con người khi đã trở thành quỷ. Có thể điều này xuất phát từ việc Tamayo phát triển sức mạnh của mình, cộng thêm đó cô đã nghiên cứu và điều chỉnh cơ thể. Nhờ đó mà những ký ức kia đã không mất đi giống như hầu hết những con quỷ khác. Nhưng cũng từ việc giữ được những ký ức đó mà Tamayo đã sống qua hàng trăm năm trong cảm giác cô độc, tội lỗi. Việc chính tay cô sát hại và ăn thịt gia đình là điều không thể chối cãi. Nó như là một vết thương hở miệng sẽ không bao giờ lành lại được. Điều duy nhất Tamayo có thể làm là gặm nhấm sự dằn vặt và tội lỗi đó. Nó như một lời nguyền chẳng bao giờ thoát được của Tamayo. Vết thương thể chất sẽ nhanh chóng lành lại theo thời gian, nhưng nỗi đau tinh thần sẽ theo ta suốt cuộc đời. Và đôi khi bất tử sẽ còn tệ hơn cả cái chết. Chính Tamayo cũng là người thấu hiểu cái giá của sự bất tử. Trước khi biến Yushiro thành quỷ, cô đã nói chuyện rất rõ với cậu. Một khi đã trở nên bất tử, người ta sẽ ở đó chứng kiến những người thân, những người bạn lần lượt mất đi. Để rồi điều đó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần và sẽ có lúc một kẻ bất tử sẽ tự hỏi rằng liệu bản thân mình tồn tại để mà làm gì? Đó rất có thể sẽ là lúc ta đánh mất bản ngã của chính mình. Bất tử cũng đồng nghĩa với sự cô độc. Đối với Tamayo, cô gần như cô độc qua hàng trăm năm. Và có lẽ Tamayo đã nghĩ rằng đó là hình phạt cho những tội lỗi của chính mình. Bên cạnh đó, Tamayo là một con quỷ vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng và luôn tỏ ra điềm tĩnh, gần như giống với một con người. Bằng chứng rõ nhất là ở ngay lần đầu gặp Tamayo, Tanjiro đã ngửi được một mùi hương rất đặc biệt từ con quỷ này. Một mùi hương khiến cho người ta tin tưởng. Cách nói chuyện của Tamayo cũng vô cùng từ tốn, toát lên sự chân thật. Nhờ đó, dù là quỷ, nhưng khi Tamayo đề nghị hợp tác với Tanjiro lấy máu những con quỷ khác cho cô nghiên cứu, cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào Tamayo. Sự thông minh của Tamayo cũng là một khía cạnh vô cùng nổi bật về con quỷ này. Với kiến thức của mình, từ hàng trăm năm về trước, cô đã biết cách nghiên cứu tự điều chỉnh cơ thể. Tamayo cũng vận dụng những kiến thức đó để chữa bệnh cho con người. Khi hợp tác với sát quỷ đoàn, Yushiro đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc bởi kiến thức y học của Tamayo. Chính cô là con quỷ đã giúp Shinobu trung hòa 37kg chất hoa tử đằng vào cơ thể mà không chịu quá nhiều ảnh hưởng đến cơ thể. Sau tất cả thì phải thực sự thông minh, Tamayo mới thoát được sự kiểm soát của Muzan, lẩn trốn được trước sự truy lùng của hắn và hơn hết là có kế hoạch để trả thù. Không phải với ai, lúc nào Tamayo cũng tỏ ra dịu dàng và điềm tĩnh. Bản chất của Tamayo vẫn là quỷ và chắc chắn cô không thể loại bỏ bản chất đó ra khỏi mình được, đặc biệt là khi đối đầu với kẻ thù Muzan. Không nói đến thời điểm mới biến thành quỷ, Tamayo tỏ ra khát máu, nham hiểm. Đây là lúc cô không thể kiểm soát được bản năng của loài quỷ. Về sau, cô gần như kiểm soát được nó. Tuy nhiên, đối đầu với Muzan là dịp để bản năng ác quỷ của Tamayo quay trở lại. Lúc này chúng ta có thể thấy Tamayo là một con quỷ cực kỳ liều mạng và nham hiểm. Nhìn vào thái độ hả hê, khuôn mặt xảo quyệt khi chúa quỷ dần chịu ảnh hưởng của thứ thuốc do cô chế ra, có thể thấy Tamayo thực sự đáng sợ, và sự đáng sợ đó xuất phát từ chính lòng căm thù của cô dành cho Muzan. Tamayo cảm thấy thỏa mãn, hả hê khi bản thân chứng kiến được kẻ thù của mình đang run sợ trước cái chết. Đó là một phần tạo nên sự thú vị của con quỷ Tamayo. Sức mạnh: Tamayo không thể hiện quá nhiều về sức mạnh, song có thể thấy sức mạnh của cô xuất phát từ chính sự thông minh của mình. Nhờ việc nghiên cứu và cải tạo lại cơ thể, nên không giống như những con quỷ khác, Tamayo có thể kiểm soát được bản năng thèm khát máu thịt của mình. Cô chỉ cần một lượng máu rất ít để duy trì sự sống, và lượng máu này cũng do Tamayo bỏ tiền ra mua của những người nghèo, chứ không phải cô giết hại hay là ăn thịt ai cả. Tất cả chúng ta đều biết khả năng đặc biệt nhất của Muzan đó chính là biến người thành quỷ. Tuy nhiên, Tamayo cũng làm được điều đó. Thậm chí khả năng này của cô còn ưu việt hơn rất nhiều so với tên chúa quỷ. Nếu như Muzan chỉ tạo được nên những cỗ máy khát máu, đam mê giết chóc, thì quỷ do Tamayo tạo ra siêu việt hơn hẳn. Điển hình chính là con quỷ duy nhất do Tamayo tạo ra, Yushiro. Sau khi hóa quỷ, Yushiro hoàn toàn vẫn có thể giữ lại được ký ức con người. Cậu cũng được Tamayo cải tạo một cơ thể phù hợp giúp kiểm soát tốt được bản năng của loài quỷ. Ngoài ra, lượng máu mà Yushiro cần để duy trì sự sống còn ít hơn cả Tamayo. Nhiều đó thôi cũng đủ để thấy quỷ do Tamayo tạo ra thực sự ưu việt. Có thể nói khả năng này của Tamayo là vô cùng nguy hiểm. Rất may là cô không phải là kẻ mang tư tưởng như Muzan.
Tamayo thấu hiểu được giá trị của kiếp người nên cô biết khả năng này chỉ là thứ đi ngược lại với tạo hóa và không lạm dụng nó. Chứ Tamayo mà muốn thống trị thế giới thì binh đoàn quỷ mà cô tạo ra sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần so với Muzan. Kiến thức y học có thể nói là sức mạnh quan trọng của Tamayo. Nhờ nó mà cô đã chữa trị cho biết bao nhiêu người cùng với việc cải tạo cho chính bản thân Hayashiro. Cô cũng thành công chế tạo ra thứ thuốc khiến Muzan suy yếu ở trận chiến cuối cùng. Thậm chí thứ thuốc này gần như chặn mọi đường sống của tên chúa quỷ khi nó mang đến 4 công dụng khác nhau. Đầu tiên là hóa quỷ thành người, tiếp theo là lão hóa. Cứ mỗi phút trôi qua, Muzan sẽ già đi 50 tuổi và xuyên suốt trận chiến hắn đã già đi 9.000 tuổi. Đó là lý do mà tóc Muzan trở nên bạc trắng. Tác dụng thứ ba của loại thuốc này là chống phân thân. Tamayo như chặn đường thoát thân của tên chúa quỷ. Có lẽ đây là thứ mà cô đã thêm vào để đề phòng tên này bảy trọ như trận chiến với Jojichi khi xưa. Và tác dụng cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất là phá hủy tế bào. Với loại thức đó, thực sự Tamayo đã tạo nên một tiền đề vô cùng vững chắc để sát quỷ đoàn đánh bại Muzan. Huyết quỷ thuật của Tamayo có tên Mị Huyết. Với nó, Tamayo chiến đấu xoay quanh những kỹ thuật tạo ra ảo ảnh, đánh lừa tâm trí của những kẻ khác, bất kể người hay quỷ. Trong truyện, chúng ta được chứng kiến Tamayo thi triển hai chiêu thức với huyết quỷ thuật của mình. Đầu tiên là thị giác mộng ảo hương. Tamayo sẽ tạo ra một ảo giác đánh lừa làm giảm tầm nhìn của mọi người bằng một cơn gió tràn ngập những bông hoa. Đây là kỹ thuật mà Tamayo đã dùng để giúp đỡ Tanjiro trong lần đầu cậu chạm trán Muzan trên phố. Kỹ năng thứ hai là bạch nhật ma hương. Tamayo sẽ cào rách tay của mình khiến máu chảy ra một lượng lớn. Từ đây, kẻ ngửi phải mùi hương từ máu của cô sẽ bị giảm chức năng não bộ, khiến chúng trở nên mơ hồ và không thể nói dối. Chiêu thức này được Tamayo sử dụng để ép Susamaru nói ra tên của Muzan, hòng kích hoạt lời nguyền giết chết con quỷ này. Ngoài ra, Tamayo cũng thành công cải tạo và sử dụng được huyết quỷ thuật của người đàn ông bị Muzan biến thành quỷ ở lần chạm trán Tanjiro. Cô có thể sử dụng những hạt giống thịt này như một cái bẫy và khi kích hoạt nó, những hạt giống thịt đó sẽ nảy mầm, biến thành những cây thịt khổng lồ với vô số cành nhọn đâm xuyên qua người Muzan. Nhờ nó mà Tamayo đã câu được một quãng thời gian vừa đủ để các trụ cột tiếp cận Muzan. Ok, trên đây là tất tần tật thông tin về con quỷ đã báo hại Muzan, kẻ góp công lớn khiến chúa quỷ ra đi một lần và mãi mãi. Hy vọng anh em sẽ thích video, nhớ để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment, bình luận của bạn Hà Ngân, mê gái quá. Các cụ bảo rồi mà, bánh mì phải có 3T, đàn ông phải có máu dê trong người, phải mê gái thôi anh em ạ. Bình luận may mắn thứ hai của bạn Nhật Minh, anh có vợ rồi, có còn làm video cho tụi em xem không? Tất nhiên là có anh em nhá, vợ thì vợ chứ video là phải làm để phục vụ anh em chứ. Anh em cứ yên tâm nhá, ủng hộ mình là được. Và bình luận thứ ba cũng là bình luận cuối cùng đến từ bạn Ý Đoàn, Nezuko sexy ghê. Em gái quốc dân mà lị, kawaii với sexy thế kia, nó mới lại là đỉnh của chóp anh em ạ.